Có cho gợn lộn, ừ. Mấy khuôn hả chú? Ừ, kiểm tra khuôn. Cái này nhiêu ạ? 6.180.000. Như vậy, ví dụ bao ạ? Ồ, công suất nó là 1.800W. Còn cái thằng kia là 1.300W. Đây, thấy không? 1.800W nè. Đọc chữ U. Mà anh đọc chỉ cần đọc sắt, đọc sắt 5 ly đổ lại thôi, anh đừng có đọc dày quá. Anh mà đọc khó cái đọc dày quá là trái máy vậy thôi. Sắt U nè. Anh để U vô nè, chữ U nè, thấy không? Đó. Để vô coi. Ở che rồi. Mình đụng bên đây nè, ừ. Rồi đọc đại đi. Rồi cho xuống không anh? Chỉ cần anh đục thép sắt dày 5 ly đổ lại, đừng có đục dày. Đục dày là không có được. Gái anh, 5 ly đổ lại thôi. Đục thêm cái nữa coi. Đó, không được rồi, đục khỏi đi. Rồi đục đi. Rồi tháo ra đi. Ủa à, có tốt rồi. Tháo ra đi quên.